Đàn chó con của Vinci. Hôm nay nhằm ngày quay video được đúng ngày mưa. Đó, nhìn nó giống nhau như lột luôn. Ok. Nhằm ngày quay video được đúng ngày mưa. Cả tuần nắng. Đúng cái hôm quay video thì lại được hôm mưa. Thế là thành ra lại quay theo kiểu thiếu sáng. Ok, hôm nay chó con thì nhìn nó to hơn hôm trước một ít rồi, cách 10 ngày. Đây, xinh không? Nè, rất có hồn luôn. Ừ. Đến hôm nay thì đực là được 6 cân rồi. Cái thì 5 cân, đực 6 cân. Chủ sắp đón rồi. Lại quay riêng từng con nhá. Nè. Lại quay riêng từng con. Ừ. Ở trong này thì đã có 3 con là có chủ rồi. À đây. Rồi, chào em. Em này là chưa có chủ này. Đực. Mảng lông trắng to. Đây này, chúng nó vừa mới ngủ vừa gọi chúng nó dậy xong. Đây là em đực này, là em đực đang tìm chủ này. Đực giá rẻ, mảng lông trắng to. Đây. Ok. Đó, con này thì 6 cân, hơn 6 cân một tí rồi. Rồi. Để cho đứng xuống, 4 chân xuống. Ngoài kia nó đang ướt quá, thành ra là không thả ra được. Thả ra nó ra nghịch nước bản lắm. Khô khan này cho ra. Đó. Em đực tìm chủ. Hôm nay thì nhìn cái sợi lông ở trên người nó này, là nó bắt đầu nó có nhiều cái lông sợi hơn này. Nhìn nó bắt đầu nó có độ bóng này. Chỗ nào lông sợi nhiều này, chỗ đấy nhìn bóng. Bọn này về nuôi theo kiểu nuôi gia đình thì khỏi nghĩ luôn. Khôn nhanh. Chạy đâu, nhanh thế, chuồn nhanh thế. Rồi, ok, em được. Rồi, nhấc hai em đực kia đồng thời đi. Đây. Hai con đực này thì có chủ rồi. Đây này, em đực này này, em đực tốt nhất này. Em đực tốt nhất là chúng nó thì chúng nó nhìn chúng nó to như nhau thôi. Em đực tốt nhất đây là sẽ vào Đồng Nai. Đây. Đó. Em đực tốt nhất là nó gần như là nó không có lông trắng, nó chỉ có dính tí tẹo thôi, nó sẽ bay. Còn em đực này, em đực mà có cái mảng lông trắng gân nhỏ này thì là em đực này là sẽ về Tiền Hải. Rồi, đây hai em đực đây. Rồi, em đực tốt đây. Em này là sẽ về Đồng Nai này. Em này gân trắng nhỏ này, về Tiền Hải này, nhận cọc rồi. Ba em đực là chỉ còn cái em đực gân trắng to thôi. Đây, mà để cho nhìn cái sắc thái mặt của chúng nó, nhìn sẽ rất là giống nhau. Đó, hai con. Rồi, đàn này ai mà thích nuôi con chó gia đình là bắt cún đàn này là quá đẹp luôn. Đó, ok, cho đứng xuống chân xuống bên dưới đây. Màu mảng thì chúng nó tương đương mà khung gọng của chúng nó cũng tương đương. Rất là nhanh chó. Đó. Đó. Ê, nhử bằng cái thau nhựa thôi. Đó, ok. Tiếp theo cho cái đi. Rồi, tiếp theo là hai em cái. Cái thì có một em này là cái mảng trắng của nó to này, là sẽ chắc chắn là không làm giấy, bán rẻ này. Rồi, để nhìn mặt chúng nó này. Nó rất là giống nhau.
Ừ. Đó. Nhìn thấy cái góc cạnh của nó. Đây là coi như là em mảng lông to gọi này em một đi. Đây, em này thì ở cổ nó có một tí chấm trắng. Đây rồi. Nhưng ở ức nó có tí chấm trắng, nó duy nhất nó có chấm trắng ở ức này thôi. Là em hai. Rồi, hai em, nam bế nó xích lên một tí để cho hai con nó cao bằng nhau. Người cứ đứng ở đằng sau cũng được, không sợ. Ông này quay mặt đi để cho nhìn thấy mặt hai ông bế đi, chứ không là cứ phải núp núp che mặt. Đây. Ok đó. Rồi cho đứng xuống. Đó. Nhìn chân cẳng chúng nó là cái khung gọng của nó, của cái đàn này là cái chân của chúng nó là khỏe khoắn. Rồi, cái thì hôm nay nó khoảng 5 cân. 5 cân, 5 cân 2 gì đấy. Ok, tiếp theo hai con tiếp theo. Hai em cái tiếp theo. Đây. Hai em cái tiếp theo để nhìn cái nhìn cái mảng này. Mảng trắng của nó này. Đường gân nó rất là nhỏ thôi. Sẽ bay đấy. Này. Đấy. Xinh luôn. Đây. Thằng này cũng thế này. Đường gân rất là nhỏ thôi. Chỗ này thì về sau là sẽ mất này, nó chỉ có đường gân này, về sau nó có vài sợi thôi. Đây. Này thế này. Nhìn này thôi nhưng nó chỉ có một cái đường rất nhỏ thôi. Ừ. Ok. Nhìn đây nào. Hai em này thì gọi là em 3 và em 4. Hai em này chưa có chủ. Em có chủ rồi là em số 2. Em cái số 2. Mà cái khoảng trắng của nó là nó có cái đứt đoạn. Là em có chấm trắng ở ngực đấy. Em đấy mới là em có chủ rồi. Còn hai em này là tìm chủ. Cái mảng trắng của nó như thế này thì là nó cũng sẽ bay đấy. Đây này, em này là chính là trong ba em cái mà video lần trước là trong ba em cái làm giấy là em này. Em này là cái đường gân của nó vô cùng nhỏ. Một dính một tí thôi. Đó. Nhưng mà em này là đến hôm nay là như thế này là có thể khẳng định là lớn lên nó sẽ bay này. Vì đây là nó chỉ là một hàng nhỏ thôi. Nhìn như thế này nhưng mà nó chỉ là một hàng rất nhỏ thôi. Rồi, còn cái em số 2 đường gân đứt đoạn đấy. Em đấy là em có chủ rồi. Đây, còn cái tốt nhất đây. Đây con cái tốt nhất đây. Màu mảng nét căng này. Và em cái đã có chủ đây. Chính là em ngực sạch, có một tí chấm ở dưới ức thôi. Cổ gần như là không có tí nào. Đó. Nó mới là cái con mà nó nhận chủ rồi đấy. Ừ. Đây, bốn con cái là đây là cái con tốt nhất này. Ghê gớm quá. Cái con cái có chủ này, cái con cái có chủ này rồi nó rất là đánh đá. Con này, con đứt đoạn này. Hầm hè nó dọa con này. Đấy, đấy, đấy. Bé nó gần nhau cái là nó quay ra nó dọa. Ghê gớm thật. Đấy, đấy. Rồi. Cái hai con đấy cho nó tách nhau ra một tí. Cho nó đỡ hầm hè. Đây hai con này nó hòa thuận này mà. Đây này. Còn hai con này. Nó cái đường gân nó rất là nhỏ. Đây. Đó. Thôi hai con này là dễ phân biệt thì một là cái con này nó đứt đoạn nó có chủ rồi này. Hai con này là màu mảng nét này. Đang tìm chủ này. Còn hai con này thôi. Gọi là con này là con 1 và con 2 đi. Đây. Ghê gớm quá, không hai đứa không thể hòa thuận với nhau được à? Hả? À? Anh đấm cho mỗi con phát giờ. Đây, hai em này. Mặt chúng nó giống nhau lắm, nhìn không phân biệt được đâu. Khó phân biệt được. Bọn này thì làm cái giống là đẹp. Bọn này là làm cái giống đẹp luôn đấy nhá, chứ không phải là ấy đâu.
Rồi. Ghi gớm nhỉ. Đây để ngắm bốn con cái nè. Cho ăn này. Rồi. Ngắm bốn con cái. Đây. Rồi. Liếm được hạt nào không? Không được hạt nào à? Rồi. Rồi. Sát nhau, ngồi sát nhau đi xem nào. Đó. Bốn cái đó. Có chủ rồi à, đầu tiên này. Đây này. Có chủ rồi này. À, đây. Có chủ rồi. Con cái tốt nhất này. Rồi, đây. Thôi, không phải chạy chọe nhau, anh cho ăn này. Con tìm chủ đây. Tìm chủ đây. Con này nó ăn từ tốn quá. Rồi. Còn hạt nào rơi à? Đây, nhặt rồi. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Có hạt rơi. Để nó rơi vãi nè. Đây, nét đấy. Đủ sáng. Rồi. Đủ sáng. Hết rồi. Đó. Bốn con cái để mọi người chọn. Ba con để mọi người chọn. Con này có chủ. Tìm chủ này. Tìm chủ, tìm chủ. Đó. Nhìn mặt của chúng nó giống nhau lắm. Ok đó. Đó, mọi người mà quan tâm cho con đàn này thì cứ liên hệ qua Zalo điện thoại 0981115000. Đây, có thằng nó vào ngủ luôn rồi này. Đực này. Nào Vũ, chìm vào giấc ngủ nhanh thế. Thằng đực tốt. Thằng đực tốt có chủ.